Chào các bạn, như các bạn có thể thấy thì ở trên cổ mình bây giờ đang đeo hai cái món đồ khá là cồng kềnh, nhưng mà cái mình muốn nói tới ở đây chính là chiếc tai nghe SPH54, chiếc tai nghe Bluetooth khá là đa dụng mà hãng Sony vừa giới thiệu vào dịp triển lãm IFA vừa qua. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái trải nghiệm của mình sau khoảng 5 ngày sử dụng vừa qua với cái chiếc tai nghe này rất là đa dụng. Như các bạn có thể thấy thì cái thiết kế của SPH54 nó có khá là nhiều cái thay đổi so với lại cái phiên bản trước đó là SPH52. Nó được làm gọn hơn, trong hiện đại và sang trọng hơn rất là nhiều. Với trọng lượng cũng khá là nhẹ, như bạn có thể thấy thì lúc nãy mình đã đeo trên cổ áo và nó cũng không có quá nặng, cũng không có quá là khó chịu. Cái điểm mang tiền của cái chiếc tai nghe này chính là nó có một cái loa ngoài. Với cái chiếc loa ngoài này chúng ta có thể sử dụng nó như là một cái chiếc điện thoại di động thu nhỏ vậy, không cần phải sử dụng cái điện thoại di động bình thường. Mà khi có cuộc gọi tới chúng ta chỉ cần nhấn một cái phím gọi, cái phím nhận cuộc gọi ở cạnh trên là đã có thể đưa lên tai và nghe rồi. Thì cái loa thoại theo cá nhân mình cảm nhận thì cái âm thanh khá là lớn, khá là dễ nghe. Mình sử dụng ở ngoài trời cũng như là trong nhà thì vẫn có thể là khả năng thực hiện cái khả năng đàm thoại khá là tốt. Bên cạnh đó thì như bạn có thấy ở đây chúng ta có một cái lỗ nhỏ là một cái mic có khả năng chống ồn. Thì cái giọng nói theo hãng cho biết thì nó sẽ được ghi lại và được làm cho nó sạch hơn, để cái người ở bên kia có thể là nghe được rõ ràng cái nội dung mà mình muốn nói. Nếu không muốn sử dụng nó như là một cái chiếc điện thoại di động thu nhỏ, nghĩa là sử dụng cái loa ngoài của nó, thì ở đây chúng ta có một cái sắt cắm 3.5 và hãng cũng đã bán kèm theo một cái chiếc tai nghe 3.5 để chúng ta mở rộng nó ra. Khi đó chúng ta sẽ có thể nghe điện thoại hoặc là nghe nhạc trực tiếp từ cái chiếc tai nghe in-ear này. Thì khi đó thì chúng ta chỉ cần móc nó ở trên cổ áo chẳng hạn và có thể là thoải mái để nghe nhận cuộc gọi. Ngoài ra thì cũng có thể là thưởng thức được cái âm nhạc phát ra từ cái nguồn phát từ điện thoại của chúng ta. Một cái tính năng khác rất là đáng giá của cái chiếc tai nghe SHB54 này so với chiếc thế hệ trước 52 chính là có tính năng báo rung. Thì các bạn có thể thấy nó khi có cuộc gọi tới thì cái chiếc tai phone sẽ rung lên và theo mình là rung rất là mạnh đủ và để mình có thể biết được là có cái cuộc gọi tới và bắt máy. Cuối cùng mình xin nói về thời lượng pin của chiếc tai nghe này. Kể từ lúc mình nhận được nó cho tới thời điểm mình viết bài và quay video này là khoảng 5 ngày. Và mình chỉ vừa mới sạc nó vào buổi tối hôm qua thôi, lúc đó thì nó vẫn còn một viên pin. Trong quá trình sử dụng thì mình mở nó liên tục và lúc nào cũng đeo trên áo. Đôi lúc thì mình nghe nhạc từ nó, còn nhu cầu nghe và nhận cuộc gọi thì của mình có thể nói là tương đối không nhiều. Tuy nhiên với cái thời lượng trong suốt 5 ngày vừa qua thì mình rất là hài lòng về cái pin của cái chiếc tai nghe này. Cũng trong những cái chiếc tai nghe Bluetooth thì đó cũng là một cái thời lượng pin tương đối là ổn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.